Hello, xin chào anh em quý khách hàng của mình, tiếp tục trở lại với kênh bán xe tải cũ của mình. Thì ngày mới kính chúc anh em quý khách hàng của mình nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ làm báo giá cho anh em nhẹ nhàng vài mẫu xe tải cũ cho anh em quý khách hàng các bạn được tham khảo chơi. Rất là nhiều mẫu xe tải cũ trong video ngày hôm nay cũng mang đến cho anh em quý khách hàng kiến thức. Đầu tiên là mình có một em đô thành này nè, 281, thùng kính dài 4m2, đời 2018, máy Isuzu, cái sơn màu đỏ rất là bắt mắt, 220 triệu, xe công ty xuất hóa đơn nha nè. Tiếp theo mình có một em Isuzu NMR 1/7, thùng dài 4m4, đời 2010, dòng đầu vuông, máy điện, ga điện, tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Sorry anh em, tiêu chuẩn khí thải Euro 2. Dòng này vẫn tiêu chuẩn khí thải Euro 2 nhưng mà nó là thuộc máy điện nè. Đầu dương thùng kính cái cửa hông. 260 triệu nha anh em. 260 triệu. Tiếp đến mình có một em Isuzu NPR 2/8. 5m2 sàn inox, bẩn inox. Con này là dòng 3/4, hạ tải còn 2/8 nên em được chiều cao rất là cao. Con này mới đăng kiểm nè, với mức giá là 270 triệu nha, 270 triệu. Máy cơ, máy lớn 4 chấm lần nè. Tiếp theo mình có em Hyundai HD65 1/9, hình dài 4m3, đời 2006 nè, máy 3.9 lít. Con này của mình đang dự kiến cho bán cho anh em với hàng cùng các bạn là 195 triệu nha, cùng với bạc mở năm bửng. Xe rất là đẹp luôn, 195 triệu đây là 6 nha, 1/9. Tiếp đến là mình có một em Taco. Con này là 4/7, dòng 5/8, thùng dài gần 5m8 anh. Đây 2/9 nha, thùng dài 5m8, thắng hơi phanh hơi. Xe còn đăng kiểm tới tháng 10 2023. Con Taco này mình dự kiến cho bán cho anh em là 140 triệu có thương lượng nha. Đó, mình có một em Jack nữa, em Jack 8/8 nè. Thùng 7m3, 4 máy. Con này thì đời 2016, dắt màu vàng anh em, thùng bạc và thùng kính. Con bạc là con kính. Con bạc là 380 triệu, con kính là 350 triệu anh em. Đó. Rất là đẹp luôn, rất là nhiều mẫu xe tải cũ mang đến cho anh em với hàng thức trong video ngày hôm nay. Tiếp đến mình có mẹ Mitsubishi 54T0600, đời 2003, 5/8, thùng dài 6m, 230 triệu nha. Rất là nhiều mẫu xe tải cũ mang đến cho anh em quý hàng thức trong video ngày hôm nay. Nếu như quý hàng thích mẫu xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đến xem xe trải nghiệm và thử. Nếu có thấy phù hợp thì hãy liên hệ em về phục vụ được anh em đặt thông tin hóa hai của anh em các bạn. Tiếp đến là có em Vinasuki giá khởi nghiệp 50 triệu thùng kính nha anh em, thùng 3m1 gần 3m2, có cửa hông, xe cũng còn đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023, tải trọng cho hết trang hóa 500 kg nha. Vinasuki khởi nghiệp. Đó là những mẫu xe tải cũ mình muốn giới thiệu cho anh em trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em quý hàng đã theo cái video báo giá mình. Xin chào anh và anh em quý hàng cùng các bạn trong những cái video báo giá về liên tục tình hình giá xe tải cũ bên mình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.